Kính thưa quý vị và các bạn, Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, cạnh khách sạn Trường Thành, hotline 0855 966 966. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một chiếc xe đến từ châu Âu, chiếc xe Megan của Pháp nhập Thổ Nhĩ Kỳ. Một dòng xe với những trang thiết bị và thiết kế tinh tế của người Pháp, với đặc thù của người Pháp là đưa ra những chiếc xe tinh tế và lãng mạn, sang trọng và lịch sự. Đó là tiêu chí của chiếc Megan sản xuất 2014, đăng ký lần đầu 2015. Các bạn có thể nhìn thấy tổng thể bên ngoài chiếc xe Megan mình đang quay đây ạ. Một chiếc xe đến từ Pháp nhập Thổ Nhĩ Kỳ, sản xuất 2014, đăng ký lần đầu 2015. Chiếc xe này được trang bị rất nhiều tính năng hiện đại của châu Âu ạ. Megan hatchback sở hữu kích thước chiều dài là 4,3 mét, chiều rộng là 1,8 mét, chiều cao là 1,4 mét, cùng chiều dài cơ sở trục là 2,64 mét. Xe có ngoại hình nhỏ nhắn, thiết kế năng phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều người, đặc biệt với thị trường Việt Nam thì nó khá phù hợp với người Việt Nam, với kiểu dáng là không to quá, không nhỏ quá, không dài quá và không rộng quá, nhưng cũng không quá nhỏ. Với đặc biệt là nó có một cái thiết kế hình quả chám, logo hình quả chám ở phía trước, cản trước đây ạ. Một logo đặc trưng của hãng xe của Pháp. Trên cái nắp capo, cụm đèn trước thì được tích hợp, cụm đèn trước được tích hợp đèn LED. Đối với cả cái nội thất của chiếc xe này thì nó đặc biệt gây ấn tượng với quý vị ở cái nội thất màu be. Đặc biệt gây ấn tượng ở nội thất màu be, và cái chìa khóa của nó là để start top và bằng thẻ thông minh. Có một cái chìa rất là đặc trưng ạ. Cái chìa của nó, đây là chiếc chìa của chiếc xe này, nó là một chiếc thẻ. Các bạn có thể nhìn thấy đây ạ, nó là một chiếc thẻ từ, có các vi mạch ở bên trong. Nó cho phép khởi động không cần chìa, mở khóa tự động. Nút nhấn khởi động start off đây ạ. Táp ly, táp lô, vô lăng cần số, hệ thống âm thanh Bluetooth. Nó có hệ thống âm thanh Bluetooth kết nối ở đây ạ. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. Vùng trước và vùng sau. Cái điều hòa này nó có chức năng là khử bụi và lọc mùi.
Với tính năng vận hành thì chiếc Megane Hatchback được trang bị động cơ 1.6 4 xi lanh thẳng hàng, công suất là 110 mã lực tại 1.000 vòng phút, của mô men xoắn là 195 Newton tại 3.750 vòng trên 1 phút. Nó đi kèm với cả hộp số tự động CVT. Xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km trong 1 giờ trong vòng 10,3 giây. Theo công bố của nhà sản xuất thì chiếc xe Megane Hatchback này có mức tiêu thụ là 6,9 lít trên 100 km. Về mặt an toàn thì Megane sở hữu 6 túi khí, hệ thống phanh ABS, và phanh khẩn cấp AB, BA, phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử ESP, cảm biến lùi, kiểm soát lực kéo và an toàn cho trẻ em. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi ô tô Cũ Hải Dương với giá là 550 triệu đồng. 550 triệu đồng được chào bán tại Dung Audi ô tô Cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Hotline 0855966966. Mình xin nói qua một chút lại, mình vừa là nói lại một chút về chiếc xe này để các bạn có thể nắm rõ hơn cái thông tin về cái dòng xe mà đối với người Việt Nam thì nhiều người còn chưa nhìn thấy nó bao giờ. Nhưng ở cái khu vực đô thị lớn như là Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và các rất nhiều thành phố khác thì nó là một cái xe mà cũng khá là phổ biến. Nhưng đối với những cái bạn mà chưa không ấy nhiều thì sẽ không biết nó là xe gì. Mình xin giới thiệu đây là chiếc xe Megane Hatchback, một dòng xe của hãng Renault của Pháp, đưa về Việt Nam năm 2014. Chiếc xe này sản xuất năm 2014, nhập khẩu 2014 và đăng ký lần đầu 2015. Chiếc xe có chiều dài là 4,3 mét, chiều rộng là 1,8 mét, chiều cao là 1,47 mét, chiều dài cơ sở là 2,64 mét. Xe nó có ngoại hình không quá to, không quá nhỏ, không quá to và không quá nhỏ. Với đặc biệt là nó có logo hình quả chám của hãng Renault của Pháp ở ngay trên mặt cabo và cản trước đây ạ. Nó có cụm đèn pha tích hợp đèn LED chiếu sáng. Nó tạo cho, thứ nhất là tạo điểm nhấn cho chiếc xe, và thứ hai nữa là nó tăng cường độ sáng cho các bạn khi đi ban đêm, và nó tạo điểm nhấn. Trang trí chiếc xe rất là đẹp, trang bị bùa la răng đúc đều có hình logo của hãng Renault của Pháp. Chiếc xe này là xe bản của Pháp, nhập Thổ Nhĩ Kỳ. Không gian nội thất có màu be. Hệ thống chìa khóa thì bằng chiếc thẻ thông minh, để start top, vô lăng tích hợp bàn phím, gương kính chỉnh điện, cụp điện, cân bằng điện tử. Để start top, đầu CD 6 đĩa và có hệ thống kết nối âm thanh Bluetooth cho điện thoại, nhận cuộc điện thoại và phát nhạc qua Bluetooth.
với khoang cabin nó rất là rộng, khoang lái rộng, khoang ghế sau rộng, được trang bị hai vùng điều hòa độc lập có tính năng lọc bụi và khử mùi. Ghế da đây vẫn đang nguyên bản các bạn. Về khả năng vận hành thì chiếc xe này là chiếc xe được trang bị động cơ 1.6 4 xi lanh, công suất là 110 mã lực tại 6.000 vòng, vòng tua 6.000, hộp số tự động CVT, xe có thể tăng tốc từ 0 km đến 100 km trong vòng 10,3 giây. Và động vận cơ tốc tối đa của chiếc xe này là 190 km một giờ. Theo công bố của nhà sản xuất thì mức tiêu thụ nhiên liệu là 6,9 lít trên 100 km. Về mặt an toàn thì chiếc Megan này được trang bị 6 túi khí, phanh chống bó cứng ABS. Đây ạ. Và phanh khẩn cấp BA. Hệ thống cân bằng điện tử ESP, cảm biến lùi. Cảm biến lùi đây. Và kiểm soát lực kéo, an toàn với trẻ em, ISOFIX. Chiếc xe này rất phù hợp với một người, đặc biệt là khu đô thị của Việt Nam. Và hiện nay Dung Audi Ô tô Cũ Hải Dương xin trân trọng giới thiệu đến quý vị chiếc xe này ạ. Đây là khoang cốp của nó, rất rộng rãi luôn. Các bạn có thể nhìn thấy cái sàn cốp này ạ. Dung Audi Ô tô Cũ Hải Dương xin trân trọng giới thiệu đến quý vị chiếc xe Megan sản xuất 2014, đăng ký lần đầu 2015, đang được chào bán tại Dung Audi Ô tô Cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, cạnh khách sạn Trường Thành. Hotline trực tiếp 0855 966 966, với giá là 550 triệu đồng. 550 triệu đồng cho một chiếc xe kiểu dáng hatchback đến từ châu Âu. Các bạn có thể xem xe, chạy thử, test xe và thương lượng về giá trực tiếp tại Dung Audi Ô tô Cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, cạnh khách sạn Trường Thành. Hotline trực tiếp của anh Dũng là 0855 966 966. Cảm ơn quý vị đã luôn luôn đồng hành, ủng hộ cùng Dũng Audi Ô tô Cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, cạnh khách sạn Trường Thành. Hotline trực tiếp 0855 966 966. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi clip. Quý vị hãy bấm nút đỏ để đăng ký kênh và bấm vào nút có chuông để nhận được thông báo mỗi lần Dung Audi Ô tô Cũ Hải Dương quay trực tiếp hoặc up video về một chiếc xe mới về. Cảm ơn quý vị. Xin chúc quý vị một tuần mới làm việc hiệu quả, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào quý vị.